ta mau tóc tạm ký tiền. Chờ nàng đến cùng ta đôi diện. Được,
nắm một tay, nắm hai tay là ta xô đằng xuống cầu luôn đó. Gì đó hả? Bước qua. Cẩn thận nha, cầu cao lắm đó. Bước lên, ừ. Từ từ nghe chàng, cầu cao lắm đó. Ý, chàng ơi, nhìn kìa. Cái gì? Cá đẹp quá. Trời ơi, qua cầu còn nhìn cá gì nữa. Đi lẹ lên. Điều thiên. Dạ. Điều thiên. Dạ. Điều thiên. Về đi. Dữ quá à. Tự nhiên cái kêu người ta qua đây, cái đuổi người ta về đi. Kỳ quá à. Hồi nãy ta thương nàng, ta nhớ nàng, ta dẫn nàng qua cầu. Bây giờ qua tới đây rồi, bố hết thương hết nhớ nàng rồi, hết yêu rồi. Vậy đi. Thiệt không? Vậy đi. Đuổi tôi về là tôi về không có được hối hận nha. Không có cản đâu, không hối hận. Không cản đâu. Vậy đi. Tôi về đó. Về với ai kệ nè. Vai cản không? Không có cản, về đi. Không cản hả? Đi về. Đẹp trai như vậy không ưng. Mặt đẹp trai nè. Có một lùi duyên nè, không ưng. Đi ưng cái ông á, cái bụng á thì bự vợ đưa. Mặt thì móc. Râu á như rễ tre vậy đó mà ưng được vậy mà chịu, còn tôi đẹp thì không chịu. Ta nói cứ Tiêu Thuyền. Tiêu Thuyền. Tiêu Thuyền ơi. Tiêu Thuyền. Thuyền đi. Ghét. Đi. Nghĩ sao kêu người ta qua đây, cái đuổi người ta về, cái kêu ô Thuyền ơi. Thuyền à, ta gọi coi nàng đi xa chưa đó. Thiệt không? Phụng tiên. Nghe em nói nè, quyền công tử chứ bất cứ nồng tánh. Để cho em đây tỏ rõ.
sầu duyên tôi. Ngắm thương đau mà nghe dòng lệ thoáng trong hồn. Phùng tiên thử đo cho rõ ràng lòng gia thuyền
cục. Cái cục gì? Đứa nào cục hết có gì? Ơi cái cục cưng ơi. Không có cục cưng nhớ thôi. Gây sắc ngộ trai tài. Duyên lại quà duyên nhờ. Mày rồi.